Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với livestream chia sẻ cùng Thành Ruby. Thì hôm nay là thứ ba rồi đúng không? Hôm nay là thứ ba đúng không? Hôm nay thứ ba thì hiện tại Bitcoin đang là vùng 23.400. Thế kịch bản cũng vẫn thế thôi đúng không? Thạch cũng đã call anh chị em là short Bitcoin ở cái vùng 25.000, bây giờ vẫn giữ cái lệnh short của mình, và Thạch sẽ giữ cái lệnh short của mình, cái target ấy là khoảng tầm sẽ là vùng khoảng 22k. Đấy, cái target của Thạch sẽ là vùng 22k. Thì ngày hôm nay thì lại nhận được một cái tin xấu, đó là Bank of America các bạn ạ, thì phát biểu rằng là Fed có thể tăng lãi suất đến 6%. Vì các bạn biết rằng là trong cái tuần trước đúng không, chỉ số lạm phát PCE ấy, nó tăng lên. Đó là lý do tại sao làm cho giá Bitcoin với cả giá chứng khoán ấy giảm anh chị em. Đấy, làm cho giá Bitcoin với giá chứng khoán giảm nhá. Ok, đây Thạch giới thiệu anh chị em nhé. Anh chị em nào ấy mà muốn học phân tích kỹ thuật ấy, đây này. Anh chị em nào mà muốn học phân tích kỹ thuật này, thì các bạn mua cái phong bì này nhé. Các bạn muốn học phân tích kỹ thuật ấy, thì các bạn mua cái phong bì này này. Trong cái phong bì này thì nó sẽ có cái ID của lớp học, thì các bạn sẽ vào học cùng trực tiếp cùng với Thạch, và bạn sẽ nhận được những cái tín hiệu giao dịch. Ví dụ nhé, ở đây này. Đấy, thì ở trong cái thời gian vừa qua ấy, thì ở trong nhóm này các bạn này, đã short bit ở cái vùng là 25k nhá, ETH ở vùng 1.700 nhá, BNB trên ở vùng 31x đến 32x nhá, LTC cũng thế, toàn là các vị thế đẹp nhá các bạn nhé. Và những cái lệnh short này đã ăn 10 đến 20% rồi, chưa đòn bẩy các bạn nhé. Ngoài cái quyền lợi mà các bạn sẽ được học về phân tích kỹ thuật này, đấy, các bạn sẽ được vào trong nhóm đúng không? Các bạn chỉ cần mua phong bì này thôi, nó có 650.000 thôi các bạn, 650.000, thì trong vòng khoảng 2-3 ngày các bạn sẽ nhận được. Ok nhá. Thì đấy là về xu hướng của Bitcoin. Tại thời điểm hiện tại thì Bitcoin chưa có điểm mua đâu các bạn, chưa có điểm mua. Tại thời điểm hiện tại thì các bạn nhìn này, ở trên cái khung thời gian là 2 ngày nhé các bạn nhé. Trên khung thời gian 2 ngày này, 3 ngày đi. Đây, các bạn nhìn thấy là ở trên khung thời gian 3 ngày ấy, thì nó đang là một cái cặp nến này. Đấy, đang là những cái cặp nến giảm. Và cái xu hướng hiện tại ấy, các bạn, cái xu hướng hiện tại thì đang là một cái xu hướng giảm chiếm nhiều hơn. Đó lý do tại sao ấy, phải cô anh chị em là đây hôm nay thì cũng tổng kết đây các bạn này. Lệnh short vẫn giữ này, long buy trung hạn phải quan sát thêm nhé. Thì đấy, anh chị em nào mà mua cái phong bì ấy, thì các bạn sẽ được học về phân tích kỹ thuật. Về thứ hai là bạn vào nhóm VIP luôn. Thì những cái tín hiệu giao dịch thì Thạch sẽ tổng hợp với các anh chị em ở đây. Ngày hôm qua chúng ta phân tích về cái cây nến ngày hôm qua nhé. Ngày hôm qua ấy, thì Bitcoin nó tạo ra một cái cây nến có bóng nến trên dài và bóng nến dính đến dưới dài, tức là giá đẩy lên cái vùng là gần 24k, và nó đẩy xuống là cái vùng 23k1. Đấy thì là một cái cây nến thực ra là không rõ xu hướng đâu các bạn. Đấy, nhưng mà tại sao ấy thì Thạch vẫn thấy rằng cái xu hướng giảm nó nhiều hơn. Nó sẽ dựa vào một cái số các tín hiệu thì Thạch nói với anh chị em rồi đúng không? Thứ nhất là Thạch dựa vào RSI này. Và cái chỉ số sức mạnh tương đối này, Thạch dựa vào MACD này. Đấy. Đấy, thì đây có nói với anh chị em này. Tức là các bạn nhìn thấy là cái tín hiệu này khá là quan trọng nhá. Các bạn nhớ là khi mà Bitcoin nhá, cái tín hiệu mà phân kỳ này, khi mà Bitcoin tạo một cái đáy lần đầu tiên ấy là ở cái vùng 15 16k này. Các bạn nhớ cái vùng 15 16k này không? Và Bitcoin tạo ra một cái đáy nữa là ở cái vùng là 16KX này, thì nó tạo ra một cái tín hiệu phân kỳ, và tín hiệu phân kỳ là một trong những tín hiệu mà Thạch rất là yêu thích. Và đặc biệt ấy là cái tín hiệu phân kỳ này ấy, nó được tích lũy trong cái thời gian càng dài càng tốt. Ví dụ như là ở cái tín hiệu phân kỳ này này, nó tạo ra cái phân kỳ tăng ấy, nó tạo ra trong vòng là đây khoảng tầm 50 ngày các bạn. 50 ngày thì các bạn nhìn thấy không? Đây nha anh chị em nhìn để ý cho Thạch cái tín hiệu phân kỳ này các bạn nhé. Đây, thì các bạn nhìn thấy đây là tín hiệu phân kỳ đúng không ạ? Đây, phân kỳ giá tăng nhé. Đây này các bạn này, giá tăng này.
Đấy, và các bạn thấy là cái phân kỳ ở đây cũng có phân kỳ tăng. Ok, thì các bạn nhìn thấy là giá sau khi mà có tín hiệu phân kỳ tăng ấy, nó tăng rất mạnh đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại trở lại cái câu chuyện là bây giờ ấy. Thì các bạn nhìn thấy là cái trong thời gian vừa qua nhá, Bitcoin nó cũng mất bao nhiêu thời gian? Nó cũng mất, đây là tín hiệu phân kỳ nó bắt đầu tạo từ ngày này đấy các bạn này. Nó mất tại thời điểm hiện tại là cũng gần 50 ngày đấy các bạn. Thì các bạn hãy cẩn thận với cả cái tín hiệu phân kỳ này. Tại vì khi mà các bạn hiểu rằng là cái gì mà nó càng nén càng chặt ấy, thì nó sẽ làm sao? Nó bật càng càng mạnh các bạn. Vì ở đây cái tín hiệu phân kỳ này nó nén rất là chặt rồi các bạn. Thành trở lại cái câu chuyện là khi mà giá ở đây đúng không? Đợt mà Bitcoin khoảng tầm 15-16k ấy, ai cũng sợ và không dám gom hàng, không dám mua Bitcoin ở vùng 15-16k vì cứ nghĩ rằng nó sẽ xuống cái vùng là bao nhiêu, nó xuống cái vùng 10k hoặc là 12k. Thì những cái người mà đợi Bitcoin vùng 10k hoặc là 12k ấy, thì đã bị lỡ đò đúng không? Đấy, thì các bạn nhìn thấy đây cũng là một cái tín hiệu phân kỳ, thì đây là một cái điều mà anh chị em rất là chú ý nhá. Đấy, và cái tín hiệu phân kỳ tăng này này nó được tích lũy trong vòng được khoảng tập cầm 50 đến 60 ngày. Và bạn nhìn thấy là sau khi nó tạo thành cái phân kỳ tăng này này các bạn này, thì các bạn nhìn thấy là giá Bitcoin tăng lên ấy, là bao nhiêu? Đây các bạn này, 50%, 50-60%, anh chị em nhìn thấy nhá. 50% đúng không? Các bạn nhìn thấy là Bitcoin tăng 50% ấy là rất là dữ rồi đúng không các bạn? Rất là mạnh rồi, rất là đáng kể đúng không anh chị em? Ok. Rồi, đấy, khi mà anh chị em mà mua phong bì ấy, khi mà các bạn mua phong bì ấy, thì thứ nhất là các bạn sẽ được học 2 ngày 2 buổi 1 tuần vào thứ hai và thứ tư nhé, học tối học trực tiếp qua Zoom. Cái thứ hai nữa ấy, là khi mà các bạn mua phong bì ấy, các bạn sẽ vào nhóm VIP nhé các bạn nhé, các bạn sẽ vào nhóm VIP này, đấy đây là nhóm VIP nhé. Thì trong nhóm VIP này ấy, trong tháng 2 này các bạn này, trong tháng 2 này này, chưa có kèo nào dính support luôn các bạn. Đấy, đều là những vị thế rất là tốt. Hãy cô anh chị em là short Bitcoin ở vùng 24k, mua Bitcoin ở vùng 21k, bán Bitcoin ở vùng 25k và tại thời điểm hiện tại vẫn đang giữ các lệnh short của mình. Theo chị đáy mới sau đáy 16k. Thầy cũng không biết được tại thời điểm hiện tại ấy, thì những cái kịch bản nhá. Ví dụ ở đây thì dùng một cái dùng một cái tín hiệu mà Thạch khá là yêu thích, đó là giao của đường đường 50. Đây Thạch sửa lại nhé, giao của đường đường 200 và đường 50. Ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhá, ở đây ấy là một cái tín hiệu nữa, anh chị em cũng phải rất là cẩn thận. Đây này các bạn này, nó báo tín hiệu giảm rồi đấy các bạn. Nó đã báo tín hiệu giảm trên khung thời gian ngày. Anh chị em để ý cái mũi tên này không? Đây các bạn nhìn thấy, các bạn để ý cái mũi tên này không? Nó đã báo cái tín hiệu giảm. Tức là ở đây khung thời gian, tức là khi mà anh chị em nhìn thấy là giá ấy, nó càng tiệm cận cái đường MA200 ấy, mà nó cái nến các bạn quan sát cái nến nhá. Nó là những cái nến mà nó nhỏ các bạn, thì nó thể hiện là khi mà giá nó chạm đây ấy, là lực nó rất là yếu các bạn. Đây các bạn nhớ rằng là khi nhá, đây này, thì sẽ để đây các bạn này. Nó khá là yếu các bạn, khi nó chạm cái đường đấy và nó reject ấy, nó khá là yếu, là những cái cây nến mà đây các bạn nhìn thấy nào. Đây nó giống như cái khúc này này. Các bạn nhớ là nó giống như cái khúc mà Bitcoin hồi tháng tháng 6, tháng 7 ấy, nó cứ dần dần nó tiến lên cái đường MA200 trên khung thời gian tuần ấy. Thì bạn nhìn những cái cây nến này các bạn nhé, những cái cây nến này là khá là yếu đúng không? Khá là yếu. Đấy các bạn nhìn thấy cái, các bạn để ý cho Thạch một cái, nó là cái dâu nến các bạn. Các bạn nhìn đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái cây nến mà nó thân nến nó to như này các bạn này, thì nó gọi là cây nến Mazu. Thì những cái cây nến này là cái lực bán nó rất là mạnh, hoặc là sau cái cây nến này đúng không, cây nến rất là đầy đặn như này, thì làm sao nó còn có động lực tăng. Nhưng mà các bạn để ý 2 cái ngày vừa rồi nhá, đây là trên khung thời gian tuần ấy, thì cái bấc nến này các bạn này, cái bấc nến ở phía trên ấy, đấy nó làm sao, nó rất là dài và nó chạm đây, nó reject, thì nó thể hiện cho làm sao,
phe bán đã quay trở lại. Đây là vì thế nên là cái kịch bản của thầy cái đang nghiêng về cái phương án là sao, cái kịch bản giảm tiếp các bạn. Đấy, tất cả những cái tín hiệu, thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy cái tín hiệu phân kỳ nhá. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy là cái tín hiệu phân kỳ giảm mà nó đã tích lũy trong vòng 44 ngày, 44 45 ngày rồi các bạn. Đấy, càng tích lũy càng mạnh các bạn, nó giống như kiểu là cái lò xo ấy. Đấy, các bạn nén càng chặt ấy thì nó sẽ bật lên càng mạnh. Các bạn nhớ cái khúc này không? Giá nó tạo ra một cái phân kỳ tăng nhá. Đây các bạn này, giá khúc này nó tạo ra một cái phân kỳ tăng và ở đây nó tạo ra một cái phân kỳ tăng này các bạn này. Thì khi mà nó bật lên ấy, nó bật lên rất mạnh và Thạch cũng đang khá là lo lắng các bạn. Khá là lo lắng, không phải lo lắng mà quan sát thôi. Thực sự là mình bây giờ mình chuyển hết về đô 100% nha các bạn nhé. Thầy khôn anh chị em là lúc mà bit ấy, lúc mà bit vùng 25k ấy, thầy khôn anh chị em là thoát hết về về đô. Đấy, đấy là một cái quyết định nó tại thời điểm hiện tại thì một cái quyết định khá là tốt đúng không? Đấy, thì các thầy đã nhìn thấy được một cái số các tín hiệu. Đấy các bạn nhìn thấy ở đây là cái khoảng này là bit phân kỳ các bạn nhé. Đây là đây ẩn đi. Đây anh chị em nhìn nhớ đây. Bitcoin này các bạn này. Cái này là điều mà các bạn phải rất là quan tâm đấy. Tại vì sao? Tại vì tín hiệu phân kỳ này phân kỳ tăng nhé. Nó tích lũy trong vòng là 40 50 ngày và đây cái tín hiệu phân kỳ giảm ấy nó cũng tích lũy trong vòng đây là cũng khoảng 40 50 ngày rồi các bạn. Thì tôi nghĩ rằng là ở đây nó còn một cái đây anh chị em này. Nó còn một cái mô hình này này các bạn này. Đây. Nó còn một cái mô hình này nữa. Đây là anh chị em đấy. Các bạn nhìn thấy đây là một cái cản đúng không? Đây là một cái cản. Nếu mà trong vòng độ khoảng mấy ngày nữa, trong vòng khoảng 2-3 ngày nữa. Trong vòng 2-3 ngày nữa. Đang xuống tăng trên W chỉ trên khung tuần chỉ có thể dấu hiệu điều chỉnh. Cũng có thể đấy, cũng có thể. Ví dụ như là ở đây nhá, anh chị em cái bước sóng đợt vừa rồi đúng không? Nếu mà đợt này này, nếu mà nó về cái vùng này anh chị em này. Nếu mà nó về được khoảng cái vùng 20k9 ấy các bạn. 20k9 tức là nó tiến về cái Fibonacci nó tiến về cái Fibonacci 0.5 anh chị em ạ. Mà nó tạo được hỗ trợ ở đây các bạn này, nó tạo được hỗ trợ ở đây. Ví dụ như các bạn quan sát được khoảng tầm một tuần nên nó tạo được cái vùng hỗ trợ ở đây. Ở giống như khúc này này thì có thể là đây là một cái nhịp hồi trước khi tăng tiếp thì các bạn sẽ canh mấy cái vùng Fibo nhá. Fibo 0.5 là vùng 20k9 đấy và vùng nữa là vùng 22k. Thì trước mắt thì Thạch đang target cái vùng 22k. Đấy thì tính sau nhá. Đấy, đợi nó xem phản ứng ở vùng 22k như thế nào. Ok, đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này. Nó có một cái cản rất mạnh ở đây này. À, các bạn nhìn thấy cái cản màu trắng không? À, Bitcoin nó rất là nhiều lần. Đây, test cản này. À, test cản này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy nào. Nó đang test cản 3 lần rồi các bạn. 3 lần rồi. Thì tại sao ấy? Tại vì ở đây nó có cái phần vùng cản rất là mạnh, đúng không? Vùng cản rất là mạnh. Nếu mà có hôm qua nhá, hôm qua thực sự là có cái tin sàn sàn Coinbase đúng không? Hôm qua ấy, có cái tin là sàn Coinbase là sao? Là không hỗ trợ BUSD nữa, đúng không? Không hỗ trợ BUSD đến ngày 13. Đến ngày 13 tháng 3 ấy, không hỗ trợ BUSD nữa các bạn. Đó. Thì đấy là một cái tin mà nó làm cho giá Bitcoin là nó đang là tiến lên cái vùng 20 24k đúng không? Nó tiến lên cái vùng 24k sau đó thì nó lại về cái vùng 31 20 23k đúng không? Và hôm nay thì từ sáng đến giờ ấy, thì Bitcoin làm sao nó cũng đi ngang thôi các bạn, nói chung là đi ngang. Nhưng mà thầy thấy là cái xu hướng giảm nhiều hơn. Nghĩ đơn giản thôi, vẽ lắm thế. ok, vẽ lắm thế. Ok, nếu bạn không thấy thích cái màn vẽ vời này thì làm sao? Thì các bạn next đi thôi. Thì phân tích các bạn, phân tích kỹ thuật thì nó là như thế đấy. Đấy đúng không? Phân tích kỹ thuật nó là như thế đấy, đúng không? Anh chị em thấy không? Thì anh chị em nhìn thấy là đây là cái vùng cản khá là quan trọng. Đấy. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là đây là một cái vùng cản màu trắng này. Thì đây là một cái vùng cản. Các bạn có thể coi đây là cái chốt chốt cuối cùng. Nếu mà cụ biết thì các bạn
cụ biết mà không giữ được cái vùng này ấy, thì làm sao, thì cụ sẽ rơi khá là mạnh đấy. Và khi mà nó rơi này các bạn này, đây nó sẽ rơi rất là nhanh nhá, nó sẽ rơi rất là nhanh các bạn, và có thể nó sẽ rơi về một cái vùng đây đây này đấy. Nếu mà đây này, ở cái vùng này đúng không, các bạn nhìn thấy ở cái vùng này này, đây hiện tại anh chị em nhìn thấy không, Bitcoin nó có ba cái vùng, vùng chốt đúng không, chốt này, chốt này, chốt này đúng không, đấy chốt này, chốt này, chốt này. Ngày hôm qua thì chứng khoán Mỹ cũng cũng màu xanh đúng không, toàn thấy đánh cả hai view, khó đánh VD, sao đánh cả hai view. Đây này các bạn này, thì call mọi người là short Bitcoin vùng 25k, đâu có đánh cả hai view đâu các bạn. Đây đây các bạn nhé, cái ngày hôm đấy là ngày 22 tháng 2 này, cô anh chị em là chuyển hết về đô này, chuyển hết về đô vùng 25k này, short Bitcoin các bạn nhé. Đây này các bạn nhìn thấy không, short Bitcoin này ở vùng, các bạn nhìn thấy không, 24k8 này, 24k8, 25k2 này các bạn này, có phải short, các bạn bắt ở cái vùng thấp nhất này, thì cũng là đây là short ở, đây là cái các bạn nhìn thấy cái ngày này, 21 tháng 2 nhé, short Bitcoin ở vùng 24k8 này, 25k2 này, ETH 1700 này, 17 1x này, 172x này các bạn thấy không? Đây là ngày 21 nhé. Nó làm gì có hai view các bạn. Phân tích thì là một chuyện, nhưng mà cái quyết định là bạn thấy rằng là cái xu hướng nào ấy nó mạnh hơn các bạn. Đấy, chứ không phải là phân tích hai hai chiều đúng không? Nó là kịch bản A, kịch bản B. Quan trọng là các bạn thấy là kịch bản nào ấy nó có thể xảy ra nhiều hơn anh chị em ạ. Thì các bạn thấy rằng là thầy cũng đã giải thích đấy. Lý do tại sao thầy chọn cái kịch bản là sao? Thầy chọn cái kịch bản là giảm. Anh chị em nhìn thấy là thầy đã call anh chị em là short bit ở cái vùng là 25k đúng không? Các bạn thấy không? 24k8, 25k2 đúng không? Đấy, thì các bạn nhìn thấy là thầy đã nhìn thấy các cái dấu hiệu phân kỳ của RSI này. Anh chị em nhìn thấy là dấu hiệu phân kỳ của RSI đúng không? Đấy, giá tăng nhưng mà sao? Giá tăng nhưng mà phân kỳ giảm này. Đây là cụ bit nút 23k này. Và đây là cụ bit nút 25k này. Các bạn nhìn thấy là có phải là phân kỳ giảm không? Ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nữa này. Đấy, hiện tại nhá, anh chị em nhìn thấy là bit đang xuống giảm nhé. Đây các bạn nhìn thấy là cái đường MACD nó đang đi xuống đúng không ạ? Rồi đây này, cả phân kỳ histogram nó đang đi xuống này. Đấy. Phân kỳ histogram nó đang đi xuống. Thì cái vùng này các bạn, vùng này nó khá là quan trọng cho bit. Đúng không? Cái vùng này nó khá là quan trọng cho bit. Các bạn nghĩ rằng là nó sẽ quyết định trong một vài hôm nữa. Ok, đấy, anh chị em nào muốn học về phân tích kỹ thuật đấy, đó, thì các bạn nhớ mua phong bì nhá, phong bì có 650.000 thôi, các bạn sẽ được học trong vòng 1 tháng. Ok, thì bây giờ chúng ta nói về SP500 nhá, thì các bạn nhìn thấy là SP500 này, trên khung thời gian ngày này, nó đã chạm một cái đường rất là quan trọng, là nó chạm mà cái đường MA200, và nó chạm cái đường MA50. Thì đây ngày hôm qua nhé, ngày hôm qua là SP500 ấy, chỉ số chứng khoán Mỹ các bạn. Chứng khoán Mỹ nha các bạn nhé, chứng khoán Mỹ hôm qua là nó chạm cái đường là MA200 đúng không? Đấy, chứng khoán Mỹ chạm cái đường MA200 vào ngày hôm nay thì này gọi này. Đấy, cái vùng này gọi là cái vùng khá là kịch tính đấy. Thứ nhất là SP500 là hôm qua chạm xuống dưới MA200 này. Và thứ hai là đang có dấu hiệu là ở cái vùng này các bạn, ở cái vùng này. Đấy. Ngày hôm nay là có tin nữa mà liên quan đến lãi suất các thứ. Hôm nay thầy đọc cái tin là ngân hàng Bank of America các bạn, tức là ngân hàng Mỹ nói rằng là Fed sẽ tăng lãi suất được khoảng tầm 6%. Đấy, thì đấy là một cái những cái tin nó không tốt. Anh nghĩ là nó sẽ chưa có thể là xuống ngay đâu, có thể nó đi sideways trong vùng này thì nó mới quyết định, tại vì để mà rơi xuống dưới cái đường MA200 ấy không phải dễ đâu. Bạn nhớ là cái đợt mà hồi tháng 12 nhá. Hồi tháng 12 này,
SP500 nhá, chứng khoán Mỹ này, chạm M200 rơi xuống này, xong lại test lại MA200 này, xong mới bắt đầu chính thức rơi. Đây này, hoặc là cái cú mà tháng 8 nhá, các bạn nhớ rằng là cái đường MA200 cực kỳ quan trọng. Hoặc các bạn nhớ cái khúc này không? Cái khúc hồi tháng tháng 3 năm 22 ấy, đây nó cũng lên này. Đấy, xong bắt đầu nó test lại cái khoảng này trước khi nó có thể lời rơi xuống. Hoặc là một cái cú nữa là hồi tháng 8 năm 22 ấy. Đấy, tăng lên này, chạm MA200 này, rơi xuống này. Đấy, thấy các bạn nhìn thấy không? Và bây giờ thì nó cũng đang ở kịch bản này, tăng lên này và đang chạm MA200. Anh nghĩ rằng là đây này, hai cái vùng này nó sẽ phải tích lũy ở đây các bạn. Nó sẽ phải tại vì cái vùng này ấy, là phe phe bán thì muốn đẩy xuống, phe mua thì muốn đẩy lên, thì khá là kịch tính ở trong cái giai đoạn này. Thì anh nghĩ rằng là Bitcoin cũng thế, Bitcoin nó cũng cũng kiểu kiểu thế các bạn. Đấy. Đấy. Thì thầy thì vẫn chọn là phương án giảm nhé. Chọn là phương án giảm nhiều hơn. Thầy chưa thấy là cái khả năng nó tăng 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 mạnh ha. Ok. Các bạn có câu hỏi thì comment nhé. Chào anh Như nhé. Chào chào anh chị OH nhé. OJ nữa chứ. Ok. Rồi. Bây giờ cũng cũng muộn rồi, thạch cũng chỉ còn mấy phút nữa thôi. Còn mấy phút nữa thôi. Kịch bản thì vẫn kịch bản giảm thôi. Các bạn nào mà đang giữ các lệnh short ấy thì dụ như ở trong nhóm thạch ấy là các bạn nhìn thấy ở đây ấy, là sao? Đây các bạn này. Đây, trong tháng vừa qua là không phải trong tháng vừa qua, trong tuần vừa qua ấy, đây các cái lệnh này các bạn này, đều lời 10 đến 20% rồi. Đấy, nếu các bạn nào muốn vào vào nhóm, các bạn vừa được quyền lợi mà học tập ấy. Và thứ hai nữa là các bạn vừa được quyền lợi về học tập này. Với thứ hai nữa, các bạn muốn nhận được những cái tín hiệu hay những cái cơ hội giao dịch ấy, thì các bạn mua cái phong bì nhá. Ok, thì bây giờ cũng muộn rồi thì thầy sẽ kết thúc live ở đây thôi. Đúng không? Kết thúc live ở đây. Hẹn gặp lại anh chị em vào trong những cái live tiếp theo nhá. Bye bye cả nhà.